Hello, xin chào các anh em đấu lại lục nha. Tiếp theo cái series bí kíp dành cho tân thủ á, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà xem. Ví dụ như mà các bạn có một con tướng mà các bạn không biết là bây giờ mình nâng nâng cái chỉ số gì cho nó, hoặc là đeo hồng hoàng như thế nào, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn những cái bước cơ bản để các bạn có thể tự biết mà nâng cái chỉ số gì cho con tướng đó. Thì trong một con tướng các bạn sẽ gọi là quan trọng nhất là cái hồng hoàng thứ hai của nó, là cái hồng hoàng đây nè, hồng hoàng thứ hai là hồng hoàng này, thì các bạn sẽ xem tập trung vô cái hồng hoàng thứ hai để các bạn, nên là cái bước đầu tiên các bạn muốn xem là cái con tướng nó cần nâng cái chỉ số gì thì các bạn phải xem hồng hoàng thứ hai. Ví dụ như bây giờ con bị đông này đi, con tướng mới ra bị đông SP, thì các bạn không biết bây giờ mình phải nên nâng chỉ số như thế nào hay là nên đeo hồng hoàng như thế nào, thì bây giờ mình sẽ xem cái hồng hoàng thứ hai ha. Đây, phệ hồn bị đông tăng 57.5 điểm tốc độ khi bắt đầu chiến đấu, nếu tốc độ phe địch thấp hơn bản thân giảm của địch một điểm hồn lực. Đó, các bạn xem tới đây thôi là các bạn biết rằng là bị đông đang cần gì, cần tốc độ đúng không? Tại vì khi mà tốc độ của bị đông cao mà phe địch thấp hơn thì là giảm liền, giảm của địch một điểm hồn lực liền khi vừa bắt đầu trận đấu luôn, thấy chưa? Đó rồi, thì các bạn đã biết là bây giờ mình cần nâng gì đúng không, là mình sẽ cần nâng cái điểm gọi là điểm tốc độ. Đây, tốc độ mình sẽ nâng lên đó, ví dụ vậy. Rồi thì những cái hồng hoàng khác nó cũng sẽ có một số tướng, nó sẽ có những hồng hoàng khác nó ảnh hưởng luôn. Đây, để mình coi còn cái hồng hoàng nào nó ảnh hưởng nó không nha. Rồi, BB Đông này là hầu như là chỉ có ảnh hưởng ở hồng hoàng thứ hai thôi các bạn. Đúng rồi, tại vì hồng hoàng thứ hai này cực kỳ quan trọng, cho nên BB Đông này, hồng hoàng thứ hai nhánh một này, các bạn sẽ đi là đi dùng để đánh PvP đúng không? Thì là các bạn sẽ dùng hồng hoàng tốc full tốc toàn bộ luôn, và chỉ số điểm cũng là tốc độ luôn ha. Rồi nếu các bạn đi đi đánh boss PvE đó thì các bạn sẽ đi hồng hoàng nhánh 2 đúng không? Mình sẽ đọc hồng hoàng nhánh 2 nha. Rồi, hồng hoàng nhánh 2 là phệ hồn bị đông tăng 67.5 tinh thần lực. Các bạn đọc cái dòng này thôi là các bạn đã mường tượng trong đầu là tăng cái gì rồi, đúng không? Phe ta cứ tiêu hao 18 điểm hồng lực khiến sát thương địch tinh thần lực thấp nhất phải chịu tăng 25%, tối đa tăng 100%. Rồi, và bị đông cứ tiêu hao một điểm hồng lực sẽ tăng 3 điểm, cái này là tính năng rồi. Và cái quan trọng nè, tăng 67.5 tinh thần lực. Rồi, tiêu hao sát thương địch tinh thần lực thấp nhất sẽ phải chịu tăng. Đó là các bạn biết phải tăng tinh thần lực cho bị đông khi đánh boss. Rồi, đây cái dòng cuối cùng này nó lại càng cho chúng ta biết là chúng ta phải nâng tinh thần lực, đó là khoảng cách tinh thần lực của bị đông và mục tiêu sẽ khiến sát thương địch phải chịu tăng thêm, cứ cao hơn 10 tinh thần lực sẽ tăng 10%. Đó, các bạn đọc cái dòng này là chắc chắn 100% các bạn phải tăng tinh thần lực rồi khi mà bị đông có 10 sao và đeo hồng hoàng 10 vạn năm đúng không? Đó là tất cả. Khi các bạn đi về boss á, các bạn sẽ đi nhánh bong bị đông SP này, các bạn sẽ đi là 1222 nha. Rồi bây giờ cách xem một con tướng nữa ha, ví dụ như bây giờ mình xem về ba tới tay đi. Bây giờ ba tới tay đi khi mà mình đi chúc phúc, ví dụ vậy đi, chúc phúc ha. Rồi khi qua tới tay sống sót, mỗi tầng chúc phúc hải thần trên người phe mình sẽ tăng thêm lực công, lực tăng tương đương với 45% lực công ban đầu của ba tới tay. Rồi các bạn đọc tới đây là các bạn đã biết nó nâng cái gì rồi đúng không? Nâng nâng công đúng không? Đó, đây đúng rồi, đọc tới đó là các bạn đã biết nâng công rồi. Rồi ok, tiếp nha, tiếp một cái con khác nữa. Để mình xem nhiều lắm trường hợp, có một số trường hợp khác các bạn cũng sẽ, ngoài cái việc đó các bạn phải xem thêm cái gì, xem về cái hảo cảm các bạn, hảo cảm đây
Ví dụ như trường hợp của, để mình xem coi đâu rồi. À, xem về bên, ví dụ như xem về tiểu vũ đi, đây là một trường hợp mà bạn sẽ xem về hảo cảm. Tiểu vũ đâu rồi ta, tiểu vũ ơi, ủa sao mình tua lẹ quá hay sao không thấy ta. Ủa tiểu vũ đâu ta, ủa à vô đây mới xem được về tiểu vũ gì không ta. Đúng rồi, đây bị động của tiểu vũ đây. Nếu tỷ lệ bạo kích của tiểu vũ quá 100%, tỷ lệ bạo kích cứ quá 1%, sát thương ám khí tiểu vũ gây ra tăng 1.5, tối đa tăng 300%. Là các bạn đọc đây là các bạn đã biết về đúng không? Tức là khi mà tiểu vũ dùng bắn ám khí á, là các bạn phải tăng max tỷ lệ bạo kích. Đó. Nên có một số tướng các bạn đọc về cái hảo cảm nữa nha các bạn. Đó. Rồi. Kiểu như con hỏi SP đi. Các bạn sẽ xem về cái hồng hoàng thứ hai luôn, cũng ta cũng xem về hồng hoàng thứ hai. Như hồng hoàng nhánh hai này thì ở trạng thái bạch hổ đúng không, mỗi 1% tỷ lệ bạo kích sẽ tăng 0,5% được công tùy theo cái số năm. Ví dụ như tới 5 vạn năm thì là ở trạng thái bạch hổ, cứ 1% tỷ lệ bạo kích sẽ tăng 1.5 được công. Là các bạn biết cái tăng gì đúng không, tăng tỷ lệ bạo kích đó, thì nó sẽ có cái tỷ lệ quy đổi. Nhưng mà con này lại có một cái trường hợp đặc biệt nữa, là có thể các bạn sẽ nêu full hồng hoàng bạo kích và nâng điểm full bạo kích luôn, hoặc hoặc là các bạn đeo đeo cái gì, đeo full hồng hoàng bạo thương và nâng tỷ lệ bạo kích. Nói chung là các bạn sẽ tự tính để xem, các bạn xem khi các bạn đeo á, là các bạn quy đổi ra là nó sẽ có lợi về cái nhánh nào. Ví dụ như bạn đeo full bạo thương rồi nâng điểm full bạo thương luôn thì nó sẽ ra cái tổng bạo thương cuối cùng là bao nhiêu. Rồi nâng đeo hồng hoàng bạo kích rồi bạn nâng chỉ số bạo thương, các bạn sẽ quy đổi được một kích ra coi cuối cùng cái điểm lợi là như thế nào, đúng không? Có một số con nó là đặc biệt như vậy. Rồi trường hợp ví dụ như con Hạo đi, rồi chúng ta sẽ xem hồng hoàng thứ hai ha. Đây, hồng hoàng thứ hai. Tức là hồng hoàng này chúng ta sẽ dùng để mà búp cho con hổ SP khi mà chúng ta đi tìm hổ hạo các bạn. Thì là sát thương của đường hạo ban đầu hiệp tăng 180%. Sau khi chịu sát thương đi đường hạo HP dưới thì đường hạo sẽ vào hai hiệp ý chí hạo thiên. Rồi, ý chí hạo thiên là gì? Trạng thái đặc biệt khi nhận trạng thái này đồng đội có lực công cao nhất vĩnh viễn tăng tương đương 50% tấn công của đường hạo. Đó. Để mình dùng con hạo này búp cho con hổ đúng không các bạn, thì đó đây đây lực công cao nhất, tức là trên trên sân sân lúc đó sẽ là con hổ SP là lực công cao nhất, thì nó sẽ nhận được 50% tấn công của đường hạo. Là các bạn biết lần gì đúng không, nâng công nhà hồng hoàng full công luôn đó. Rồi tiếp theo ha, mình sẽ có con đường liệt, ví dụ như có hồng hoàng 4 đi, hồng hoàng 4 của đường liệt nhà hồng hoàng 2. Hồng hoàng 2 này là tăng sát thương bạo kích đúng không? Đây nè. Đó, rồi chiến trường và tăng lực công toàn thể đồng đội 105. Đúng không? Rồi. Hai hiệp đầu ở lại chiến trường tăng sát thương bạo kích của đồng đội cường mẫn lên bằng 40% sát thương bạo kích của đường liệt. Đó, tức là ở đây các bạn sẽ có hai cái đường nâng. Cái hồng hoàng này nè, nó có hai cái nâng cho đồng đội là nâng 105% công cho toàn thể đội đồng đội và 40% sát thương bạo kích của đường liệt. Các bạn phải đọc cho kỹ nha, tức là lực công của toàn thể đồng đội tăng 105% là nó tăng trên cái lực công của đồng đội của mình chứ không phải là tăng trên lực công của đường liệt đúng không. Bây giờ các bạn đọc xuống đây thế là sát thương bạo kích của đường liệt là nếu các bạn đi cái hồng hoàng 2 nhánh 2 này, các bạn sẽ phải đi với hồng hoàng 4 nhánh 2 luôn. Tại sao? Hai hiệp đầu khi mà con đường liệt nó dùng cái kỹ năng này, nó sẽ tăng cho sát thương bạo kích bản thân lên 300%. Mặc định là tăng 200%, 1.000 năm đi đeo hồng hoàng là 300%. Tới 25.000 năm là 500%.
Thấy không? Nên khi mà các bạn đi cái combo này á, tức là Hồng Hoàng 2 nhánh 2 và Hồng Hoàng 4 nhánh 2 là sát thương bạo kích của đường liệt. Tức là cái Hồng Hoàng 4 này nó sẽ hỗ trợ cho Hồng Hoàng 2 là sát thương bạo kích của đường liệt tăng rất cực là kinh khủng luôn. Và nó sẽ búp cho cái con cường và mẫn trong team của mình lên rất là cao. Đây nè, nếu mà các bạn có 5 vạn thì tức là 7 sao đỏ, con tướng 7 sao đỏ cho đây Hồng Hoàng 5 vạn là tăng tới 200% sát thương bạo kích của đường liệt luôn. Là chắc chắn các bạn sẽ nâng, đúng là nâng gì, nâng chỉ số được bạo thương. À, nè Hồng Hoàng đeo full bạo thương các bạn nha. Rồi nếu nếu các bạn đeo Hồng Hoàng 4 nhánh 1 đây, đường liệt giúp một đồng đội có tấn công 52.5 duy trì 3 hiệp. Đây, tăng thêm tấn công cho đồng đội lượng tăng bằng 10% tối đa của đường liệt, 10% HP tối đa của đường liệt. Đây trên này ha, cái dòng này là tăng 52.5 lực công của đồng đội chứ không phải là lực công của đường liệt, nhưng mà tới cái dòng ở bên dưới này là 10 phần lực công tăng thêm nha, cái này là cố định rồi nên nó thêm nữa, thêm thêm bằng 10% HP tối đường liệt. Cho nên nếu các bạn muốn mà búp công không á, búp công mạnh cho một con thì các bạn sẽ tăng tăng gì, tăng HP cho đường liệt. Đây xuống dòng 5 vạn là tăng tới 25% HP, nên nếu mà HP của đường liệt càng cao thì cái lượng mà sức tấn công tăng cho một con tướng sẽ rất là cao. Đúng không? Xin lỗi các bạn. Đúng không các bạn? Rồi. Đó. Các bạn cũng sẽ xem Hồng Hoàng 2 rồi các bạn xem thêm Hồng Hoàng 4 là gì đó. Hồi nãy mình nói là có một Hồng Hoàng khác nó sẽ bổ sung á. Rồi, nói đến đây chắc các bạn cũng đã nắm được là cái cách nào để mà chúng ta nâng cái điểm cho tướng rồi đúng không các bạn? Là các bạn sẽ đầu tiên là đọc cái gì? Đọc Hồng Hoàng 2. Xong rồi các bạn sẽ xem thêm những cái Hồng Hoàng khác theo cái bộ khung Hồng Hoàng mà các bạn vô như các bạn đi 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 con này đi đi boss là 1222 đúng không? Các bạn sẽ đọc đọc về cái bộ của nó sẽ như thế nào. Các bạn phải đọc kỹ Hồng Hoàng nha, tại đọc Hồng Hoàng rất là quan trọng. Rồi hy vọng là clip này sẽ giúp ích cho các bạn, không ít thì nhiều. Mình thì không có giỏi về cái việc truyền đạt thông tin cho lắm, cho nên mình cũng nói nó cũng không có hay dữ lắm, không suôn sẻ lắm. Mong các bạn thông cảm nha. Rồi hy vọng là sẽ giúp được cho các bạn. Mình sẽ tiếp tục làm những clip khác giúp cho các bạn hiểu hơn về game, chia sẻ từ những kinh nghiệm của mình thôi. Hy vọng sẽ làm cho các bạn hứng thú hơn như con game này, thì con game này rất là hay. Chào tạm biệt các bạn. Say bye.